giờ thì ngoài dòng nhạc dân ca thì con cũng mong muốn là mình sẽ hát sành sỏi cái dòng nhạc bolero, và song song đó thì con cũng muốn là thay đổi một chút xíu, là mình sẽ hát nhạc trẻ trẻ một xíu. Đúng không con, nhảy đi cho đời tươi trẻ giống như cô Niên nói, cho trẻ hoài à. Nghe có nhiều bí quyết mà sẵn tiện thôi, bây giờ Cường đang cầm mic thì cũng đã lâu rồi không thấy Hồ Văn Cường xuất hiện trong những hoạt động nghệ thuật. Thế thì lần này khi có cơ hội được chị Như Quỳnh mời Hồ Văn Cường xuất hiện thì cảm xúc của em mới được mời như thế nào? Nhà lần đầu tiên thì cho con chào cô Như Quỳnh cũng như là cô các cô chú anh chị nghệ sĩ và cô chú anh chị nhà báo đang có mặt tại họp báo ngày hôm nay. Thì cảm xúc của em thì cảm thấy rất, đầu tiên thì rất là bất ngờ, bởi vì em không nghĩ một ngày nào đó em có được cái vinh dự để mà hợp tác cùng với cô Như Quỳnh. Tiếp đó thì em, bên cạnh đó thì em cũng cảm thấy rất là vui và hạnh phúc, bởi vì là nhân cái cơ hội lần này thì em có thể học hỏi được những cái kinh nghiệm từ cô cũng như là các cô chú chị đi trước để mà trao dồi nhiều hơn cho bản thân mình. Nhưng mà em có biết là trong live show lần này chị Như Quỳnh sẽ làm cái điều trước giờ chị Như Quỳnh chưa làm không? Giống như nãy giờ chị Như Quỳnh kể đó, em có sẵn sàng em làm không? Dám không? Giờ chỉ cần dám thôi. Được rồi. Dạ, cô Như Quỳnh đi. Vậy khi mà hợp tác với cô thì cô yêu cầu bất cứ một cái điều gì thì con cũng sẽ đều đáp ứng được. Tất cả mọi người nghe rồi đấy ạ. Thế nhưng mà những cái điều yêu cầu thì nó cũng sẽ nằm trong khả năng của em thôi. Có một điều mà Lâm Hoài nghĩ là Hồ Văn Cường cũng sẽ phải tham gia thử thách chung với những nghệ sĩ tham gia chương trình này, đó là bạn sẽ phải thể hiện một ca khúc mình chưa từng thể hiện. Mình chưa từng thể hiện. Thế thì bản thân Hồ Văn Cường có sợ hay không? Bởi vì nó sẽ là, có thể là không phải sở trường của mình, nó có thể là một sự kết hợp với một nghệ sĩ nào đó trong live show. Thì bản thân em có thấy nó là... Dạ, như em đã chia sẻ thì em luôn luôn mong muốn là mình sẽ thử thách những cái mới, cho nên là em sẽ không có ngại khi mà không ngại những cái thử thách mà cô đưa ra thôi. Tuyệt vời, một tràng pháo tay cho tinh thần của Hồ Văn Cường. Thế thì từ phía ca sĩ Như Quỳnh, không biết là chị có lý do nào chị lại muốn mời Hồ Văn Cường tham gia vào live show lần này? Thật ra thì tuần này cũng là một cái rất là tạo một cái làn sóng cũng rất khá là bất ngờ, cũng có những ý kiến trái chiều. Nhưng mà đối với Như Quỳnh, bản thân mình là một người ca sĩ thì Quỳnh nghĩ rằng mình nên chấp cánh cho những tiếng hát họ đang có khả năng và họ có được cái động lực để họ được lan tỏa sáng trên sân khấu, thì còn lại những cái gì bên trong của cuộc sống thì Quỳnh nghĩ rằng thứ nhất Cường sẽ hiểu chính Cường, con đang làm gì và con đang muốn gì, con đang biết gì và con đang cần gì, và cô chỉ mong rằng ở sân chơi này con sẽ thực sự con tỏa sáng và con chứng minh được cho tất cả những người khán giả và bạn bè fan thương yêu con cũng như là những người đã từng giúp đỡ con, thì hãy cho các bạn thấy và họ thấy rằng con thật sự là một bé Cường tài năng, giỏi và có đạo đức. Đúng không con? Lúc nào cô cũng mong là con sẽ là người như vậy. Cảm ơn con rất là nhiều. Nhắc về câu chuyện chấp cánh thì bên cạnh trường hợp Hồ Văn Cường thì chị Sa Huỳnh ở đây cũng là cơ hội được chấp cánh để cùng xuất hiện trong một live show đẳng cấp của chị Như Quỳnh. Thế thì khi mình nhận lời mời vào live show, chị có điều gì lo sợ không? Lời nói đầu tiên cho phép em chào chị Như Quỳnh, mình gửi lời chào đến các nhà tài trợ cũng như anh chị báo chí và đại gia đình của chị Như Quỳnh đã có mặt đông đủ trong cái buổi họp báo ngày hôm nay. Thật tình ra từ nãy giờ ngồi đây chờ đến lượt mình được nói. Tại vì khi mà mình bước vô mình gặp chị là Huỳnh nói ngay câu đầu tiên rằng là chị ơi, em có quá nhiều điều muốn nói với chị. Tại vì sao em phải nói điều đó? Là tại vì chị biết không? Em đã chờ đợi ngày này 20 năm rồi.
Em nói và em đang rất còn xúc động, và cho phép Huỳnh hỏi một câu, Huỳnh được phép nói trong vòng bao nhiêu phút để Huỳnh căn rồi. Chứ còn không mà cái này em nói tới mai vẫn chưa hết đó chị. Thế thì bây giờ nếu như là mình đã chờ đợi được này 20 năm thì bao nhiêu giờ nhưng cũng không đủ nữa, mình cứ nói gì cho Huỳnh ở live show lúc này khán giả cũng đang nghe. Chị Miu ơi, em biết rằng là sở trường anh nói là của chị, em không bao giờ qua chị được, nhưng mà hôm nay chị xin, em xin phép chị cho em gọi là em đi đường khác. Thưa quý vị, Huỳnh vừa nói cái điều đó là nó đúng sự thật. Tại vì sao Huỳnh lại nói rằng là Huỳnh chờ đợi cái cơ hội này 20 năm rồi, mà hôm nay Huỳnh mới có cơ hội để được ngồi cạnh. Huỳnh phải dùng cái từ đồng là thần tượng của Huỳnh. Huỳnh xin kể cho cả nhà nghe một cái kỷ niệm tuổi thơ của Huỳnh. Huỳnh quê Huỳnh ở Quảng Bình, gốc Quảng Bình, và nhà Huỳnh ở ngay gốc dưới chân đèo Ngan á. Thì cái khu vực đó là Huỳnh phải nói rằng là mấy chục cây số, cả trăm cây số, không có ai đi học nhạc hết á. Nguyên cái khu vực đó là rất là rộng lớn, hầu như không có ai biết về âm nhạc. Hồi đó thì em còn học ở lớp em biết đến nhà của chị Như Quỳnh là hồi đó vào lớp 7. Mà em phải xin lỗi chị là hồi đó em chỉ nghe nhà của chị qua đĩa lậu thôi. Hồi đó thì là nhà mẹ mới sắm, nghèo lắm quý vị, Quảng Bình nghèo lắm. Mà mẹ cố gắng lắm, mẹ bán mấy đứa heo mới mua được một cái gọi là cái đầu đĩa CD. Thế là lần đó là mẹ giao cho Huỳnh là cầm, Huỳnh nhớ không nhầm là cầm 25 ngàn để đi vô sắm nhạc để nghe. Tại vì là nhà là nhạc nhẽo, là nói chung là rất là tin tưởng vào khả năng của Huỳnh. Thì lần đó Huỳnh vô thì cái ông bán nhạc mới nói với Huỳnh là có cái ca sĩ này này, mà nếu như không nghe thì là gọi là sai lầm, tiếc một đời. Ông nói như vậy, cái câu mà bây giờ mọi người vẫn làm mà gọi là ấy. Nhưng ông nói với Huỳnh như vậy thì là khi ông đưa cái CD cho Huỳnh thì đầu tiên là Huỳnh thấy ui cái cô này cô đẹp, đẹp cái đã, đầu tiên thấy đẹp cái đã. Rồi sau đó là mới đọc bên dưới là tên là Như Quỳnh. Rồi có lúc đó quý vị có biết không, cái là Huỳnh về Huỳnh mở Huỳnh nghe thì là chị ơi, cái bài đầu tiên mà em nghe chị hát là cái bài mà chị song ca với chị Phi Nhung và anh Mạnh Quỳnh, cái bài mà Trả Nhẫn Kim Cương. Dạ, Liên Khúc Trả Nhẫn Kim Cương. Dạ. Rồi cái bài, nghe cái bài đó xong mà cái hồi đó phải nói rằng là nghe một câu đầu tiên thôi là em nghĩ rằng là đây là nhân duyên đó chị. Tự nhiên nghe một câu đầu tiên thôi là Huỳnh tự nhiên Huỳnh thích ngay cái giờ phút đó, bị thích ngay cái giờ phút đó. Rồi từ từ là tìm hiểu từ từ để mua. Và chị có biết rằng là có nhiều khi chị làm khổ em lắm. Chị làm khổ em bằng cách rằng là hồi đó nghèo mà em đâu có còn cách nào khác ngoài việc đi lượm ve chai. Em phải đi lượm ve chai, lượm lon để bán, kiếm tiền. Mặc dù là cái CD hồi đó chị bán có, hình như em nhớ không nhầm là có 6.000 đồng một chiếc thôi đó chị. Rồi còn chưa hết đâu chị. Khi em yêu mến chị, rồi em yêu mến anh Mạnh Quỳnh như anh Trường Vũ và tất cả những ca sĩ Thuyết Nga, và đặc biệt là em yêu thích những ca sĩ dòng nhạc của Lê Rô. Em yêu thích cái dòng nhạc của Lê Rô đó. Mãi cho đến lớp 11, 12, quý vị có tin rằng là có những buổi trưa mà em đi học về em phải đạp xe đạp từ nhà em mà đến trường là em đi phải hơn 12 cây số. Dạ, đạp xe đạp đi 12 cây số. Thì khi mà em đi học về là lúc đó phải 11 rưỡi trưa rồi, nhưng em không về nhà, mà em cứ nghe đồn là ở đâu trong làng mà ai vừa mua một cái CD hay đĩa CD nào đó là em phải tìm đến cái nhà đó liền để mượn về nghe. Rồi là học, nếu như mà nhà nào mà keo quá mà không cho mượn đó thì em xin cái vỏ CD đó về. Xong bắt đầu là em lấy cơm ngồi với quý vị, dán lên tường. Và chưa kể là có một lần đó, mẹ em là người đưa thư trong làng, cho nên là ai mà có thư từ hay là người yêu đương với nhau là mẹ em sẽ là người đi đưa cái đó. Thì lần đó vô tình em thấy có một cái hũ, mà trong cái hũ đó nó đựng những cái trái tim xếp, chắc là hai người yêu nhau á chị. Nhưng mà cũng vì chị mà em trở thành một người chấn lột, là tại vì em chấn lột luôn cái hũ đó để em ghi, em dán lên tường là chữ Như Quỳnh Chào Bá luôn. Ăn cắp thì ăn. Ăn cắp mà rất là công khai nha chị. Ăn cắp mà dán lên tường chữ Như Quỳnh tương chán luôn. Đó là những cái kỷ niệm mà em nói rằng là nhiều lắm, nhiều vô kể. Và em không nghĩ rằng là khi em quá yêu thích cái dòng nhạc đó, em quá yêu thích những ca sĩ đó và em mơ ước một lần trong đời. Đã có những khi em mơ ước một lần trong đời, nếu như em được gặp chị Như Quỳnh một lần ngoài đời, mà nếu đứng từ xa nhìn cũng được, mà không nữa thì em chỉ cần chạm tay đến cái sân khấu mà chị Như Quỳnh đứng thôi là em đã mãn nguyện rồi.
Và em như vậy, em cứ theo như vậy, thì vậy em đi học cái ngành ca sĩ. Và khi mà em đi theo ngành này thì em lại vô trường học viện, là người ta đào tạo em ra dòng chính thống, dòng cố định. Nhưng mà em vẫn không bỏ cái ý định đó của em. Và sau này chị cũng, như chị cũng biết rằng là cách đây mấy năm, phải 8-9 năm về đây, em mới có cơ hội để thực sự sống với cái nghề của mình. Và phải nói thiệt, hồi nãy chị dùng những cái lời khen ngợi cho em, nhưng mà thực tình ra em nghe và em cảm thấy thật tình ra cái đó là em học từ chị, cái đó là của chị á chị. Mà tại vì chị phóng khoáng, tại vì chị không để lòng, chị không ghi nhận những cái gì mà chị đã làm cho cuộc đời này, nên chị cảm thấy nó bình thường và chị cảm thấy rằng là em làm được, nhưng thực tình nó không phải. Cái đó là của chị Như Quỳnh và người ta học hỏi. Cảm ơn chị. Chị Quỳnh ơi, chị không được, chị ngồi nói chị không nghe được đâu. Nhưng bên đây là chị Sa Bình, khi nói là phải nói nghe em tối da gà, chị Sa Bình cũng nổi da gà. Nguyên cả người run hết cả lên vì đó là cả một hồi ức thanh xuân theo đuổi thần tượng và giờ đứng đúng sân khấu thần tượng luôn. Chị rất cảm ơn Sa Bình những lời còn có cánh. Thì vẫn mong là sau Sa Bình và những tầng lớp và những thế hệ sau xem cũng sẽ nối tiếp những dòng nhạc bolero, và em cũng đưa những cái kinh nghiệm trải nghiệm của em để cho hậu bối học theo và hát những dòng nhạc mà em đang hát, và em đang rất thành công nữa là khác. Ngay cả chính chị, như chị nói, chị vẫn đang học từ em, từ cách nhả chữ và từ cách ngân cũng như là cách nức nở thể hiện trong bài hát. Chị theo dõi nhiều lắm. Với công việc của chị Sa Bình về chị Như Quỳnh thì ông Hà đã nhìn thấy chị Thi Vân.